trên mới đời. Không con, có gia đình, vậy là vui rồi, vậy là sung sướng. Không có tả được đâu em ạ. Sung sướng lắm. Rất là sợ một ngày nào đấy như các cháu là không thấy voi nữa, sợ là một ngày nào đấy họ chỉ lên bảo tàng và xem một hình ảnh nào đó, họ không biết về cái bản sắc, về cái truyền thống ngày xưa, tại vì lúc đấy nó không còn voi nữa. Đây là con voi tên là Y Khăm Sen, năm nay 28 tuổi, là người bạn, là người con cháu trong nhà, con trai vừa là Út Đảm trong dòng họ đây. Khăm Sen đã đồng hành cùng tôi là 26 năm. Đây là những thành viên nhỏ trong gia đình, cho con cháu thêm một cái tình cảm gắn kết giữa gia đình và con voi. Voi giống như một cái lưới pháp luật vô hình của người đồng bào dân tộc thiểu số đấy. Ví dụ như là anh có gia đình rồi, nhưng mà nhiều khi là còn đi cô này cô kia chẳng hạn, không có trân trọng tình cảm gia đình nhé. Tức là con voi á, nó cảm nhận được cái việc sai của mình, tôi thấy là tuyệt thực là chết. Cái này Khăm Sen năm nay 32 tuổi các bạn. Hiện tại là bạn này là nặng 1.8 và trồng và cái thức ăn của nó là một ngày một đêm, tức là một ngày một đêm nhé. Cả đồ ăn nước uống cũng cần 5 tạ. Thế cháu là người dân tộc nào? Cháu là người dân tộc là Mân Nông Rơ Lăng. Mân Nông Rơ Lăng là sinh sống bên Hồ Lắc này. Là bản địa ngay tại đây. Bản địa đây và cái hồ nước ngọt nước gì đó, nước Việt Nam mình không có bể, và cái tự nhiên của nó là khoảng hơn 500 hecta. Thế bạn voi này tên gì? Dạ, bạn voi tên là Y Khăm Sen. Y Khăm Sen. Theo nghĩa tiếng Kinh nghĩa là gì? Dạ, Y là nam giới, Khăm Sen là theo tiếng người Lào, thì vì là bản thân của các bạn này là xuất phát từ bên dân tộc Mân Nông Lào ở dưới Buôn Đôn. Người Mân Nông và người Lào mới dưỡng voi đây đúng không? Chứ người ở đây người ta không nuôi voi. Thế cái con voi này là trong rừng là bố cháu bắt hay là ai bắt mà cháu? Dạ, cái này là tức là anh em mình dưới Buôn Đôn họ bắt, thì mình mua lại của anh em mình dưới Buôn Đôn chú ạ. Là nó 2 tuổi á, nó to hơn trâu một xíu à. Vẫn còn đang bú á. Bắt về. Nhưng mà hồi nãy nó còn hoang dã, mình phải dưỡng gì? Dạ, vẫn còn hoang dã. Mình phải cách hơn chục năm, gần 20 năm là còn hoang dã mà. Bây giờ thì con người xăm canh là một cái gọi là mất mà không kiểm soát được luôn. Đúng rồi. Đầy đủ là đồ ăn với lại nguồn nước sạch cho nó thì sức khỏe nó tốt hơn. Và bây giờ thì cái nguồn nước mà cũng ô nhiễm dần, cái nguồn cỏ và đồ ăn cho nó cũng giảm dần. Rừng núi không còn nữa. Khu sinh cảnh của nó cũng hạn chế, gần như là nó không còn. Cho nên là nó gây ra cái sự khó khăn cho những hộ gia đình nuôi voi. Mong muốn là lớn nhất là cái chỗ sinh cảnh cho voi. Nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indo, Ấn Độ là họ làm hết rồi. Tức là khoanh rừng, người ta quy hoạch lại, trả lại cái khu tự nhiên cho con voi.